Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 5 tháng 9, Belarus lên tiếng xác nhận nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV vào sáng cùng ngày. Tờ Kiev Independent đưa tin cho biết đây là lần đầu tiên Belarus xác nhận việc đánh chặn UAV trên không phận của nước này. Tổng tham mưu trưởng Belarus đồng thời là phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng không quân, ông Sergei Frolov thông báo rằng Belarus đã ghi nhận một vụ vi phạm không phận biên giới quốc gia, có lẽ là do UAV. Ông Frolov nói, nhờ hành động kịp thời của lực lượng phòng không, tất cả những đối tượng xâm phạm đã bị tiêu diệt, đồng thời ông cho biết thêm chính quyền đang tiến hành điều tra. Trước khi quân đội Belarus xác nhận vụ bắn hạ UAV, thông tin này đã được nhóm giám sát quân sự độc lập Belarusian Hazul tại Belarus chia sẻ. Theo Belarusian Hazul, các UAV bị bắn hạ gần thành phố Gomel, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 35 km. Cảnh báo trên không đã được ban bố tại tỉnh Chernihiv từ 23 giờ ngày 4 tháng 9 đến 10 giờ ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương do mối đe dọa từ UAV của Nga. Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Ukraine vào rạng sáng ngày 5 tháng 9, nhắm vào nhiều khu vực của đất nước này. Nhiều máy bay chiến đấu của Belarus được điều động để đánh chặn hai UAV gần thành phố Gomel vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, theo giờ địa phương. Theo tờ Ukrainska Pravda, một máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ Paranavichi của Belarus lúc 1 giờ 30 phút. Hai tiếng nổ vang lên ở Gomel, sau đó UAV bị bắn hạ. Trên mạng xã hội lan truyền các video được cho là về các mảnh vỡ của UAV rơi xuống ở Gomel. Đến 2 giờ 20 phút cùng ngày, một máy bay chiến đấu khác của Belarus cất cánh từ Paranavichi và bay về phía đông nam. Tờ Kiev Independent đưa tin UAV tấn công nghi của Nga được cho là đã xâm nhập không phận Belarus vào khoảng 2 giờ 30 phút. Không có thông tin về tình trạng của chiếc máy bay này. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng phát biểu rằng một số UAV của Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Belarus và gọi vụ việc là một hành động khiêu khích của Ukraine. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Belarusian Hazul cho biết tuyên bố này không chính xác và không có UAV nào của Ukraine bị phát hiện. Theo Belarusian Hazul, đã có nhiều trường hợp UAV loại Shahed của Nga bay chệch hướng đến Belarus trong những tuần qua. Ít nhất 6 UAV của Nga được cho là đã xâm nhập không phận Belarus trong cuộc tấn công hàng loạt vào Ukraine ngày 26 tháng 8. Theo tờ Kiev Independent, một máy bay chiến đấu của Belarus đã cố gắng bắn hạ một UAV loại Shahed của Nga bay vào không phận của nước này vào ngày 29 tháng 8, nhưng không rõ có thành công không. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đang diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9. Tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Chủ đề chính của sự kiện năm nay là Viễn Đông 2030, hãy chung sức tạo cơ hội. Ngày 5 tháng 9, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2024, EEF, khi nói về vụ pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là vụ tấn công rất nguy hiểm. Ông Putin nói, quý vị đã nói về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đây là những cuộc tấn công rất nguy hiểm. Người ta chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phản ứng theo cách tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ khu vực này của châu Âu? Chia sẻ thêm về tình hình chiến trường, nhà lãnh đạo Nga cho biết, sau khi triển khai các đơn vị khá lớn và được huấn luyện tốt tới các khu vực biên giới của chúng tôi, đối thủ đã tự suy yếu ở các hướng chủ đạo và quân đội của chúng tôi đã tăng tốc các hoạt động tấn công. Tổng thống Putin nói thêm, trước hết, chúng ta phải nghĩ đến những người tất nhiên đang phải trải qua những thử thách nghiêm trọng và phải chịu đựng những hành động khủng bố này. Nhiệm vụ thiêng liêng của các lực lượng vũ trang là bằng mọi cách đánh đuổi đối thủ ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ vững chắc người dân của chúng tôi. Tất nhiên là cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Kiev đã thực hiện một cuộc đột kích vào tỉnh Kursk là muốn ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass nhưng thất bại. Ông nhận định, mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta lo lắng, náo động, chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi theo các hướng then chốt. Trước hết, việc giải phóng khu vực Donbass là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, ông cho biết, đối phương đang bị tổn thất rất nặng nề, cả về nhân lực và trang thiết bị. Tôi sẽ không liệt kê những tổn thất này ngay lúc này, nhưng cung cấp dữ liệu này, tôi coi đó là khách quan, vì chúng đã được xác nhận từ nhiều nguồn cùng một lúc. Một mặt,
do những hướng quan trọng nhất bị sụp đổ và tổn thất có thể đơn giản dẫn đến việc mất khả năng chiến đấu của tất cả các lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin đã tuyên bố Moscow không bao giờ từ chối đàm phán về Ukraine. Ông lưu ý thêm, thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa bao giờ được thực hiện, có thể làm cơ sở cho tiến trình đàm phán trong tương lai. Ngày 5 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng đến nay chưa có kế hoạch cụ thể cho sứ mệnh trung gian hòa giải vì hiện Nga không thấy có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán như vậy. Ấn Độ có thể đóng vai trò hỗ trợ đối thoại với Ukraine, tuy nhiên hiện Nga không thấy có cơ sở nào để tiến hành các cuộc đối thoại như vậy. Theo hãng tin TASS, ông Peskov nhấn mạnh tới mối quan hệ mang tính xây dựng hữu nghị giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với khả năng tiếp xúc được với cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine cũng như với phía Mỹ, nhà lãnh đạo Ấn Độ có thể là một bên tiếp nhận thông tin từ các bên tham gia xung đột. Quan chức Điện Kremlin bày tỏ tin tưởng điều này mang lại cơ hội rất tốt để Ấn Độ phát huy ảnh hưởng của mình trong các vấn đề thế giới, khuyến khích Mỹ và Ukraine có ý chí chính trị lớn hơn để thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông Peskov cũng lưu ý rằng đến nay chưa có kế hoạch cụ thể cho sứ mệnh trung gian hòa giải có thể có của Thủ tướng Modi, vì hiện Nga không thấy có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ Nga mong muốn đạt được mục tiêu ở Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Kiev chưa sẵn sàng đàm phán. Ông tái khẳng định Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đối thoại thương lượng. Trong một bài báo mới đăng trên tạp chí quân sự Mỹ, The National Interest, người phụ trách chuyên mục của tạp chí này, ông Zachary Yost, đã tiết lộ lý do tại sao thất bại của Ukraine, cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, vào khu vực Kursk của Nga, cho thấy tình hình vô vọng của Kiev. Xét về thực tế, cuộc tấn công Kursk rất có thể sẽ không mang lại giá trị gì cho Ukraine. Cuối cùng, canh bạc tuyệt vọng này, cùng với thông báo của ông Zelensky về kế hoạch hòa bình mới, cho thấy rằng người Ukraine có thể hiểu được tình thế tuyệt vọng của họ. Mục đích rõ ràng nhất của cuộc tấn công này là nhằm chuyển hướng quân đội khỏi cuộc tấn công đang diễn ra ở Donbass. Kế hoạch này đã thất bại. Ông Putin đã công khai tuyên bố rằng Nga sẽ không sập bẫy Ukraine bằng cách tái triển khai các lực lượng tiên tiến ở chiến trường Ukraine trở về bảo vệ Kursk. Như các nhà báo và nhà phân tích công khai ủng hộ Ukraine đã thừa nhận, bước tiến của Nga đến điểm tiếp tế quan trọng nhất là Pokrov đã được tăng tốc sau chiến dịch Kursk thay vì bị dừng lại hoặc thậm chí bị trì hoãn như mong đợi của Ukraine. Lực lượng Nga xung quanh trung tâm Pokrov ước tính đông hơn gấp đôi Ukraine, trong khi các tuyến phòng thủ của Ukraine vẫn chưa hoàn thiện. Việc thành phố thất thủ dường như là điều không thể tránh khỏi, làm phức tạp thêm những nỗ lực của Ukraine ở phía đông. Theo bài báo, Ukraine đã nhận ra rằng các đơn vị giàu kinh nghiệm mà họ rút từ tiền tuyến để tấn công Kursk sẽ làm trì hoãn đáng kể bước tiến của lực lượng vũ trang Nga đã không đạt được mục đích. Cuối cùng, có vẻ như họ đã nhận ra rằng những lực lượng như vậy sẽ chỉ trì hoãn chứ không ngăn chặn được quân đội Nga. Với thực tế này, người ta có thể lập luận rằng cuộc phiêu lưu này mặc dù tuyệt vọng nhưng có ý nghĩa. Nhiều nhà bình luận đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa chiến dịch Kursk và cuộc tấn công Ardennes của Đức vào tháng 12 năm 1944 như một cuộc phiêu lưu tấn công tương tự, điều mà lúc đó rõ ràng đã dẫn đến thất bại. Chuyên gia Mỹ John Mearsheimer đã lưu ý, ít nhất kể từ đầu năm 2023, cuộc xung đột đã chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao. Ba yếu tố then chốt trong một cuộc xung đột như vậy là tỷ lệ dân số, pháo binh và lòng quyết tâm. Nga có số lượng áp đảo cả về dân số và pháo binh. Ngoài ra, còn có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Ukraine và Nga có quyết tâm ngang nhau, mặc dù ngay cả yếu tố này cũng có vẻ đáng nghi ngờ đối với Ukraine, do có nhiều báo cáo liên tục về việc đàn ông Ukraine chạy trốn ra nước ngoài hoặc trốn trong các tầng hầm để tránh bị tuyển vào các nhóm lính nước ngoài lưu động. Chuyên gia Zachary Yost gợi ý, ba yếu tố này có nghĩa là Ukraine chắc chắn sẽ thua trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài và phải có hành động quyết đoán ngay bây giờ nếu muốn tránh điều này. Ngoài ra còn có suy đoán cho rằng cuộc xâm nhập Kursk nhằm mục đích chiếm đóng lãnh thổ Nga sau đó có thể được trao đổi trong các cuộc đàm phán. Ông Zelensky dường như đã đưa ra quan điểm này khi nói về kế hoạch hòa bình mà ông sẽ trình bày với Mỹ. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra. Dù vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng do cuộc xâm nhập Kursk, các cuộc đàm phán đã không còn khả thi và dường như quân đội Ukraine khó có thể giữ được lãnh thổ ở Kursk. Ukraine thiếu con người, thiết bị và cuối cùng là thời gian.
Cuộc xâm nhập cho thấy giới lãnh đạo Ukraine hiểu rõ điều này. Mối nguy hiểm đối với người Mỹ là giới lãnh đạo sẽ phản ứng thế nào nếu cuộc tấn công này không ngăn được việc Nga chiếm được Pokrov. Dường như hoàn toàn có thể xảy ra rằng khi phải đối mặt với thất bại đang từ từ đến, nhưng không thể tránh khỏi, người Ukraine sẽ thực hiện những nỗ lực ngày càng tuyệt vọng nhằm lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến, một kết quả mà các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên cố gắng tránh bằng mọi giá. Tuy vậy, khác với những nhận định của giới chuyên gia, Tổng thống Zelensky cùng với những quan chức cấp cao của ông đều bày tỏ sự tự tin rằng Ukraine sẽ chiến thắng và cuộc tấn công Kursk là một trong những minh chứng cho việc Ukraine có thể làm được nhiều điều bất ngờ với Nga.